Ok, hello anh em, xin bạn quay trở lại kênh của Rock2P nha. Và anh em có thấy trên màn hình là cái gì không? Vâng, một ông Việt Nam, một đống nick fan các bạn. Các bạn cứ tưởng là một thanh niên chỉ biết cắm mặt vào game là không có người yêu ư? Sai nhá anh em, ông này thậm chí còn có cả vợ chơi game các bạn. Và hôm nay mình sẽ đi review cho anh em xem đó là liệu một cặp vợ chồng mà lại chơi tựa game Rock Kingdom thì sẽ trông ra sao nhá anh em. Đó, đầu tiên là mình phải nói các bạn là hai vợ chồng nhà này rất là giàu. Hai cái nhà huyền thoại Atlantis ngon bậc nhất game, mỗi người một cái luôn các bạn. Và thứ hai là cũng cực kỳ rảnh rỗi luôn. Với đống ạc farm này tôi ra cắt dự là hai vợ chồng phải thay phiên nhau vừa chăm con vừa chăm ạc farm thì mới có thể chăm được hết số lượng ạc farm này. Ở đây mình đếm sơ sơ là có lẽ là nó phải có tầm 13 cái nhà farm các bạn. Không biết là có cái nhà nào không. Chồng thì có tên là Hải E Snow 1, còn bên này thì là Miss Kẹo là nick của vợ nha. Nick của vợ hiện tại là 81 triệu Q 1 tỷ 966. Ui, cao hơn cả điểm tiêu diệt của mình ạ. Còn nick của ông chồng hiện tại là Q 7 tỷ 3. Wow. Phải xưởng Q 7 tỷ 3 các bạn. Đấy, tuy nhiên thì hai vợ chồng chơi game thành ra có thể là phối hợp combat cả trong game lẫn ngoài đời cũng được. Hiện tại đang VIP 18 rồi nha anh em, với số ngày đăng nhập liên tục là 906 ngày nhá. Và mình đang sử dụng ở đây đó là phiên bản quốc tế. Phiên bản quốc tế thì anh em có thể thấy là cái màn hình nó khá là rộng ấy. Ui, hôm nay không mua VIP 16. Mình để ý là nhiều người chê cái rương VIP 16 này anh em nhỉ, nhưng mà lại quyết định là quất rương VIP 17. Cũng thấy rương VIP 16 thực ra cũng ngon mà anh em. Hiện tại thì quả nick của chúng ta là Q rất cao nha, nhưng mà mình sẽ xem là Q T4 hay T5 nào. Vãi cả nồi. Q T5 278 triệu, uy tín luôn nha anh em ơi. 5 tỷ 5 triệu điểm tiêu diệt từ T5. Đây là tới từ Kingdom HM34 nghe quen quen. 1834 nha anh em, 1834, một Kingdom cũng rất mạnh nha các bạn, rất nổi tiếng. Ở đây chúng ta xem vào chỗ album hình một chút này. Đây là khoe con Pakkan nha các bạn. Ôi, Pakkan đồ xịn như vậy mà mới được có 2 like à. Không cần nói like thứ hai của ai, chắc các bạn cũng tự biết. Pakkan đồ rất ngon nha anh em. Đây là một động thái muốn nghỉ game. Đó, nhưng mà chỉ có một like thôi, tức là chỉ có ông chồng này muốn nghỉ game thôi chứ vợ không ủng hộ. Nên là quyết định là chơi tiếp. Hai vợ chồng rất đẹp. Đây là hình của hai người chủ nick. Wow, chiến thật sự. Ngày xưa mình cũng giấc mơ là cùng chơi game cả vợ lẫn chồng. Tuy nhiên thì điều đấy nó không thành hiện thực các bạn ạ. Và chúng ta xem vào phần thông tin thêm nhá. Thông tin thêm, sức mạnh tối đa 129 triệu, cao thế. Chết 16 triệu 5, thu thập tài nguyên 6 tỷ 8, hỗ trợ tài nguyên 8 tỷ 9. Wow, cao thật sự ạ. Nick này đúng là nick bot real rồi anh em ạ. Xem luôn vào trong mục thành phố đi. Wow, thành phố trang trí đẹp thật sự, rất vàng, rất thẳng thắn các bạn, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Cứ như là kiểu như là một dân chơi gọi là phân lô bán nền vậy anh em. Thật sự là trang trí rất gọn gàng nha. Tuy nhiên dưới đống này thì hơi lộn xộn một tí, nhưng mà mình thấy nhà trang trí thuộc dạng gọi là ngay ngắn thẳng hàng. Ở đây chúng ta cùng xem về trong phía giao diện thành phố. Ở đây thì mình có là 33 trên 78 cái giao diện thành phố đang có trên màn hình. Chúng ta có cái nhà huyền thoại Atlantis, có thể nói là nhà bộ binh ngon nhất tới thời điểm hiện tại là anh em ạ. Thậm chí cái nhà thủ bộ 15% chưa chắc là đánh giá cao bằng cái nhà máu 10% đâu thật sự đấy. Tại vì đồ cam các bạn không có chỉ số máu bộ nha anh em. Đồ cam cho bộ binh thì không có. Mình sẽ xem là còn cái nhà cam nào nữa không. Đó, với kinh nghiệm của đi soi nhà cam nhiều của mình ấy thì tỷ lệ bỏ sót là cũng có. Đấy, chúng ta có nhà hoàng hôn buông xuống ở nhà KVK 1 này. Còn lại thì hết rồi anh em ạ. Đó, chỉ có hai nhà cam thôi. Không biết bỏ sót nhà cam nào không nhỉ. Hết rồi, mình có thể tự tin là mình không bỏ sót skin nhà đâu các bạn. Ok, mình sẽ xem về đạo lính trước đi. Đó, 1.383.000 lính bộ binh T5, 506 lính kỵ binh T5 và gần 500.000 lính T5 cung thủ. Như vậy là cái nick này là cũng còn khá là ít lính nha mọi người, không quá nhiều lính đâu. Mình sẽ xem luôn về trong chỗ chỉ huy đi. Vãi cả nồi, anh em nhìn chỗ chỉ huy thì tôi thấy sáng là trông uy tín rồi đấy. Chúng ta có là Constantine Mark này, Lee Song Ji Mark, Tào Tháo Mark, Richard Mark. Và mặc set đồ này để kéo man rợ à? Ui, có hẳn một set đồ cho Richard, nhưng mà Richard này không biết có được đánh nhau không nhỉ? Để xem mà chỉ số kéo man rợ xem có cái bản quốc tế xem ở đâu anh em. Bình thường nó có cái chữ Y, bản quốc tế thì xem kéo man rợ ở đâu. Trông hơi lạ anh em ạ. À đây, chữ Y rồi. Người nhà quê thế biết. Kéo man rợ 4 tỷ nhá, cao, cao. Kéo man rợ 4 tỷ là cao các bạn, là có kéo man đấy. Hơi thở của tiền thức thứ nhất Minamoto chắc chắn rồi. VIP 18 mà anh em, xịn xò luôn. CM Max Skill này, Cleopatra Max Skill luôn. Ở Saladin cũng Max Skill rồi. Rất nhiều tướng nha, nhưng mà tạm thời là toàn mấy con chìa vàng với tướng K123 thôi. Có cả Mehmet Max luôn, xịn xò luôn nhờ.
Mộc Lan mắc này, Alex mắc này, ui xịn luôn. Ethelfled mắc, Sơn Đế Ốc mắc, còn là tướng phàm thì nói rồi, tôi sẽ bắt mặc đồ. Con này mặc đồ cũng xịn nha anh em, con này mặc đồ tới 4 món tím ta lần, xịn đấy, kể cả cái phụ kiện ta lần luôn. Dưới này chúng ta bắt đầu đến tướng trinh phạt này. Đầu tiên là Quan Vũ, uầy, tổng set đồ kìa anh em, xịn luôn. Ở đây chúng ta có là 5 món cam ta lần, một set đồ rất chuẩn cho bộ binh nhá. Anh em nào mà mới chơi bộ thì có thể tham khảo set đồ cam này, rất chuẩn nha các bạn. Set đồ cam này thì có thể sửa lại, đó là đổi thành cái vũ khí KVK và cái nón KVK. Tuy nhiên thì các bạn chưa có thì bạn cứ chơi đồ như thế này là khá là tốt ở giai đoạn K123 và cả ở match trinh phạt nữa. Có Leonidas mắc skill luôn. Con này hiện tại khá là hiếm nha, khá là hiếm nick có. Do nick này là chơi cũng lâu lâu ấy, có thể là mắc từ xưa rồi. Haran mắc này. Zenobia thì mới 5511 thôi. Ở Nebuchadnezzar mắc skill luôn và cái set đồ này trông lỏ thế nhở. Cái nick đang ngon tự nhiên trông cái set đồ nhìn buồn thế. Lắp cả cái tay xanh lá vào đây. Có lẽ là lắp vào để lấy chỉ số máu. Có lẽ đây là set đồ ưu tiên chỉ số máu nhưng mà nhìn xấu đội hình quá. Chúng ta có đây là Moctezuma nha anh em. Ôi, Jazan mắc luôn. Jazan đây cũng mặc full đồ cam luôn, xịn sò này. Bắc Can thì tháo đồ anh em ạ. Có Honda mắc, ở Nevsky mắc, đồ, đồ cam phết nhưng mà nick này hơi ít ta lần. Có còn SCBO, ui, thôi em xin lỗi, tự tát vào mồm mình một phát các bạn. Tại vì vừa nói xong thì sang con SCBO thấy toàn đồ cam ta lần, full biểu trưng từ đầu đi, rất mạnh. Nó sẽ đẹp hơn và mắc vi hơn nếu mà đổi được hai món. Tuy nhiên này là quá mạnh các bạn, không còn gì để nói về SCBO, chém quá thốn nha. Có Doan luôn, Doan thì hiện tại 5515, ok nhá. Con Doan cam các bạn có thể lên mức skill như này, mình đánh giá là đánh rất ổn đấy các bạn, không vấn đề gì. Thế này chúng ta có gì đây? Có con Feredic này, Kusida, Hannibal thì 5222, Kiza thì 5525, đó, Elsid thì 5545. Ôi, Elsid skill cao thế, gần mắc Elsid luôn này. Dưới này có vẻ là tướng cao mắc cũng ít rồi anh em ạ. Attila 5111 này, Khan béo 5111. Mấy con này là người ta lên chiêu 1 để người ta lấy khung đại bác nha anh em. Nó lấy khung đại bác, nhưng mà thường thì khung đại bác để khè người thôi, nhưng mà nick này thì mạnh thật. Có Lữ Bố luôn, anh em mà thích mình sẽ test thử skill Lữ Bố. Ôi, có cả Suleiman, gọi tí mình sẽ test là đầu củ tỏi Suleiman kết hợp với lại chiến thần Lữ Bố nha. Hai con tướng phế nhất game kết hợp với nhau thì nó sẽ như thế nào, lát nữa xem anh em nhá. Có Giàn Zika, nick này là mở khóa phun tướng rồi, mình sẽ xem luôn về túi đồ đi. Lát nữa mình sẽ review cả nick của cô vợ nha các bạn. Review nick hai vợ chồng luôn. Ôi, quá đỉnh các bạn. Ở đây còn hơn 330.000 điểm VIP cũng nhiều nhá. Cũng dư sức để up VIP những cái VIP sau. Nick này mình nghĩ là nếu mà có VIP 19 thì có lẽ là chủ nick cũng nạp lên được. Tài nguyên ở trong túi thì cũng ok. Nhưng mà với dàn khoảng hơn chục nick farm ở ngoài chắc là cũng không sợ thiếu tài nguyên đâu. Ở đây chúng ta có là tăng tốc này, tăng tốc huấn luyện, ngàn cái cũng nhiều thế. Tăng tốc chữa thương, ok. Thế là chúng ta có tăng tốc chung. Đây là lý do tại sao mà lại có nhiều cái điểm tiêu diệt chứ còn gì nữa. Tăng tốc chung xài còn đúng cái nỉ đấy anh em. Uầy, hào tăng tốc thật sự ạ. Chỗ này là kho dự trữ này. Cũng ok, 72 cái kho dự trữ, 20.000 lính. Ở 6 cái mở rộng đội quân 50%. Đây rồi, đây là cái mục để chúng ta kiểm tra xem cái độ nhân phẩm của quán nick này khi đập đồ. Đồ vật liệu còn nhiều nhá. Vào luôn đồ cam này, mình thích nhất ở bản PC ở cái chỗ là nó có thể soi được. Ở cái túi đồ ấy, nó nhiều như thế này rất là dễ. 3 này, 9 này, 15 này, 21, 27. 27 cộng 6 là 33, 33 cộng 4 là 37 món cam. Từ ngày mình chơi Riot Kingdom đi làm review arc, học đếm số giỏi thật sự. Có ở đây là một món ta lần, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 món cam ta lần. Ui, và nhiều phụ kiện vãi trưởng các bạn. 2, 4, 6, 8, 10. Full set phụ kiện cho 5 đạo quân luôn nha. Nick này đánh open field cực kỳ mạnh. Bảo sao mà điểm Q cao thế. Rồi, đến này chúng ta hết rồi anh em ạ. Đó, vật liệu còn ok. Nick này không biết là có farm game không nhở. Đồ thế này nhiều quá. Đây, có 5 rương của Shiza. Này là đúng kiểu hảo hán anh em. Chỉ có hảo hán mới mua rương Shiza thôi. Tại con Shiza thời gian bây giờ chả ai mua hết đấy. Nhưng mà tôi sẽ mở luôn nha anh em. Đó, mở luôn cho anh em FA xem. Ui, đen vãi trưởng. Đúng là có vợ chơi game cũng không thể độ được vận may của cái tỷ lệ game này các bạn. 102 cái hộ chiếu nha, rất nhiều. Thế này chúng ta có 22 chọc vàng. Ôi, chọc vàng còn đúng cái nịt. Rồi, đây là tượng tướng cam của mấy con tướng mà bạn đã có rồi này. Rồi, mình sẽ ra mình test thử mấy đạo quân đánh đồng nha anh em. Đó, mình test thử mấy đạo quân đánh đồng. Nick này hiện tại đang có 7 đạo, anh em thấy không? 7 đạo là đang ở trong map KVK. Thì mình sẽ sâu luôn cho anh em, đó là 7 đạo nick này đang dùng nhá. Đạo thứ nhất, Quan Vũ Leo. Ui, đạo thứ hai SCV Honda. Trời trời. Cặp này nếu mà chém lan thì thốn phải tận trốn các bạn. Jazan Mộc Lan này, Nebuji này, ui, Nepki Doan ngon luôn, Pakkan Haran,
và con Saladin AE, nhưng mà hai đạo cuối lại không có đồ. 7 đạo nha anh em, 7 đạo rất lực, bảo sao kill nhiều thế. Ôi, dưới này vẫn là còn nữa này, dưới này bạn đổi là Quan Vũ Honda, SCPO Alex, Chazan Mộc Lan, Nebuji là nó khác một chút này. Và có con Salamèmet, có cả Moctezuma để đi farm ăn rợ luôn anh em. Ok, nick đánh đồng rất mạnh nha các bạn, nick này đánh đồng có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Và mình sẽ cho anh em xem thử chiêu của hai con tướng có thể nói là phê nhất game luôn anh em nhá. Đấy, mình sẽ cho thử đó là con Lữ Bố, chúng ta kết hợp với con Suleiman đi. Đó, mình cho hai con cùng tấn công con man rợ để xem là cái sự lợi hại của hai con tướng này, cũng như là để cho anh em xem về bộ skill của hai vị tướng nha. Đa số mấy tướng đời sau làm chiêu rất đẹp. Không biết anh em có nghe thấy con Lữ Bố nó hét không nhở? Tưởng mình đã định nhảy thành phố. Ghê, con Lữ Bố hét kinh thật. Mình đang để tiếng nó hơi bé một chút đấy, mà không biết anh em có nghe không? Hét hoành tráng lắm các bạn. Ôi tôi yếu à, đề nghị ở nhà phát hành cho làm Lữ Bố phiên bản phê. Ok, cùng xem tướng ra skill nào. Lữ Bố sẽ ra chiêu trước nha anh em. Lữ Bố chúng ta sẽ ra, ui đánh lan luôn à. Sát thương 1004, hơi yếu. Có Suleiman chiêu đơn giản vậy. Uầy, Lữ Bố chiêu đẹp mà Suleiman trông chiêu đơn giản các bạn nhờ. Mình thử bé cái màn hình lại chút. Ui, chiêu đúng đơn giản luôn các bạn. Bảo sao ít người dùng là đúng rồi. Đã đội tỏi lên đầu rồi lại còn chém xấu nữa. Bảo sao hai con này chả ai dùng. Nhưng mà Lữ Bố chiêu khá hay các bạn. Lữ Bố chiêu khá đẹp. Và cái tiếng hét của nó lúc ra trận ấy cảm giác cũng rất là sung. Nói là ok, hy vọng là tương lai game làm lại lũ có đánh lan luôn, dùng Lữ Bố kéo ma được luôn anh em. Nhưng mà thôi, để cho hai đạo quân này đi về. Và mình sẽ đi xa, mình review nick của cô vợ nha anh em. Ok, và bây giờ chúng ta đến với quả nick của cô vợ nha các bạn. Hiện tại nick vợ thì chúng ta đã biết rồi, tên là Miss Kẹo nha mọi người. Và hiện tại đang là VIP 17, số ngày đăng nhập liên tục là 903 ngày. VIP 17 hiện tại cũng là 3.1 triệu trên 4 triệu điểm rồi nha anh em. Và ở đây chúng ta thấy là sức mạnh 81 triệu điểm tiêu diệt, 1.967 tỷ. Hai vợ chồng nhà này xong kiếm hợp bích mạnh thật sự ạ. Nick này thì đang sử dụng đó là nền văn minh La Mã nha mọi người. Và mình sẽ xem một chút về phần thông tin thêm. Thông tin thêm sức mạnh tối đa 120 triệu, chết 13 triệu, thu thập tài nguyên 3.5 tỷ. Ui, đào ít tài nguyên thế. Và hỗ trợ tài nguyên 3.3 tỷ nha. Không biết nick này có đào game không nhở? Mình sẽ xem một chút xem nick này có đào game không nha mọi người. Và mình thấy là nick này là cũng có gọi là mở. Uầy, ấn vào đây phát thấy hai vợ chồng nhà này đi đánh nhau anh em ạ. Đấy, đây có thể nói là một hình thức gọi là giận dỗi hay chăng. Giống kiểu nhưng mà đang chơi game tự nhiên chồng kéo quân húc nhà vợ chơi vậy. Chết luôn 91.000 lính các bạn. À lộ, 92.000 lính. Và mình đang định tìm ở đây là xem có thấy farm game không. Nhưng mà mình không thấy farm game luôn. Đúng là vợ chồng nhà này giàu, không farm game, nạp tiền luôn các bạn. Rồi mình sẽ xem vào trong mục thành phố cho anh em. Đó, ở giữa chúng ta có chữ kẹo. Và ở đây thì đang sử dụng nhà Atlantis. Như vậy là hai vợ chồng đều có cái nhà ở máu bộ luôn. Đấy, không biết là có phải là chơi game từ đầu không, hay là bằng một cách nào đó sở hữu cái nick này. Nhưng mà một nick cũng rất khủng nha anh em. Đó, VIP 17, 3.1 triệu là một nick rất khủng nha. Nếu mà nói về tiền và mức đầu tư nó không phải là vừa đâu. Chứ không phải là cứ VIP 18 mới là ngon. Đó, ở đây thì mình chỉ có cái nhà cam Atlantis thôi là hết rồi các bạn. Có đúng một cái nhà cam ngon nhất là được, không cần với nhà khác, tại vì nghĩ kỹ lại thì chúng ta chỉ dùng một nhà mà thôi. Ok, và mình sẽ xem luôn về mục tech nha các bạn. Ở đây là anh em thấy này, đó 7 đạo ở ngoài rồi. Mình xem về mục tech pha lê đi. Hai vợ chồng này 7 đạo hết rồi. Ui, mắc tech nha mọi người, mắc tech mà KVK còn mấy ngày đây. À, KVK đã kết thúc rồi, như vậy KVK đã kết thúc mắc tech. Vẫn đang còn 7 đạo để farm game những ngày cuối. Thì chắc hơn là đang đi đánh man rợ. Mình sẽ xem về trong mục chỉ huy luôn cho mọi người. Rồi, chúng ta có Constantine Max Skill này. Lee Song Ji Max, Tào Tháo Max, Richard Max luôn. Ủa, mà đúng là chơi game này cũng thích anh em nhở. Kiểu tối tối thay vì đi chơi cà phê, chúng ta ngồi nhà đánh KVK quá sướng. Minamoto Max Skill luôn. Và ở đây là có một set lam. Vẫn chưa thấy set đồ cam đâu. CM không có đồ này, Max Skill. Mộc Lan 5551, Alex Max Skill này. Đó, AE Max Skill. Sơn Đế Ốc Max.
Đây có quan Vũ mắc cứu. Ui, xét đồ. Xét đồ full biểu trưng, gần full Talon các bạn. Thiếu đúng một cái phụ kiện Talon thôi. Rất mạnh nha anh em. Đó, và gần đây mình thấy một số bạn vừa bảo là review luôn cái bảng tài năng. Thực ra thì lúc đầu mình nghĩ cái bảng tài năng này ấy, tại vì đa số thì ai cũng cộng giống nhau thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sâu một chút để cho anh em nhớ lại bảng tài năng, cũng như anh em có cái kinh nghiệm để anh em học hỏi nha. Ở đây thì chúng ta có là bảng tài năng quan Vũ bạn đang dùng này. Bảng tài năng này thì hơi khác bảng tài năng chúng ta thường dùng một chút khi mà bạn lấy khá nhiều điểm tốc độ chạy thay vì cái sự trâu bò của cái điểm năm mấy dây cương, cũng ok nhá anh em. Có Leonidas này, 5515. Leonidas các bạn tránh chiêu 3 cũng được. 5515 thì cũng là một Leonidas đánh đầu rất là mạnh, tại vì cái chiêu 3 và chiêu cuối cùng ấy thì không nhất thiết các bạn phải mắc, đương nhiên là mắc nó vẫn mạnh hơn nhưng mà ok, không nhất thiết phải mắc anh em ạ. Có Ramses này. Ramses ở đây đang mặc đồ mix nha anh em, mặc tím, xanh lá và cam. Đây là một set đồ chúng ta lấy chủ yếu cho chỉ số phòng thủ và sức mạnh cung thủ. Ôi, thực ra khá cao đấy anh em, chỉ số khá cao đấy. Các bạn có thể thấy là lên tới là 46% thủ cung và 22% máu cung, như vậy là 66% chỉ số. Ô, một lượng chỉ số rất cao anh em, cũng set đồ khá hay. Đó, mình thì mình không bao giờ mình dùng cái tay này, nhưng mà có vẻ một lựa chọn thú vị đấy, đáng để chúng ta tham khảo. Đây chúng ta có là Jisung Shin Max Q này, Zenobia Max Q luôn. Đây là bảng tài năng của Zenobia, tướng dép công trình với dép nhà đa số bạn cộng 3 điểm này thôi. Bảng tài năng Zenobia các bạn nhé, anh em tham khảo. Có Honda Max Q luôn. Đây là bảng tài năng Honda đang được sử dụng này. Còn Flavius SCPO. SCPO đây thì 6 món cam, 2 món tím. Đây là tài năng SCPO. Ôi, lấy full nhánh đỏ bộ binh à? Full đỏ bộ binh thì thấy không tốt lắm anh em. Full đỏ bộ binh nhiều chỉ số, nhưng mà có thật sự là ngon không? Thế này chúng ta có Elsid này, Elsid cũng mắc rồi. Rồi lên Pacha mắc, Mehmet 5535. Mehmet 5535 thì thực ra là cũng khá là mạnh nhá, cũng không thua so với Mehmet mắc mấy đâu. Thua một ít sát thương ở chiêu chuyên môn thôi. Kiza 5553 này. Tomirit mắc chiêu 1. Ferdic mắc 3 chiêu đầu. Edward, Attila, Hannibal. Võ Tắc Thiên. Ok, thế này hết tướng rồi anh em. Mình sẽ đếm tướng ca mắc nha. Elsid là 1 này, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 con tướng ca mắc anh em. Như vậy là 15 con tướng ca mắc. Đó, tại vì so với nick ông chồng thì nick này chắc chắn là không ngon bằng rồi. Chồng thì có vẻ là đầu tư hơn. Còn túi đồ ấy mọi người. Ủa, ở ngoài game còn đúng cái nịt luôn. Đây là phía bên trong cái túi đồ của bạn này. Ok, cũng không còn quá nhiều. Ở ngoài thì lúa tiếp tục dư nhá. Mục tăng tốc, tăng tốc huấn luyện này, chả nhiều thế. Tăng tốc chung. Tăng tốc chung thì do bạn xài mấy tăng tốc khác, bạn giữ lại cái tăng tốc 60 phút thôi, chứ thực ra tăng tốc chung của bạn này cũng không còn nhiều. Ok, mục tăng mạnh này, chúng ta có ở đây là mở rộng đội quân 50% 4 cái, ổn áp. Còn lại mấy cái này thì cũng ít ai dùng, nhưng mà nick này hơi ít mấy cái vật phẩm tăng tốc nhỉ. Chắc là không mua ấy, nhưng mình toàn mua hết luôn. Đây là một thiết bị. Ui, nhiều nguyên liệu cam vãi trưởng. 242 cái đường nguyên liệu tím, 40 cái đường nguyên liệu cam. Vãi trưởng rất là nhiều nguyên liệu nha anh em. Đồ cam này, 3, 9 này, 15. Và đây thêm một món nữa là 16 món cam nha anh em. 16 món cam. Và ta lần rất nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món cam trên 16. Ui, ta lần một nửa số đồ cam. Nhưng mà ta lần này thì chắc là tinh luyện thôi. Chứ còn nếu mà nói về đúc đồ mà đúc full Talon như thế này thì rất khó nhá. Tỷ lệ 2 món nổ 1 món thì chắc gọi là bố của nhân phẩm luôn rồi. Ok, thiết bị. Đây là mục khác này. 91 đường AE, tôi mở luôn nhá anh em. Ui, đen như nhau. Dưới này chúng ta có cài lại kỹ năng 9 quyển. Cái này anh em phải nạp lại mới có nhá. Ồ, con cá. Ở cái này khá là lâu rồi, mình không biết là từ cái sự kiện nào, không nhớ anh em. Từ cái sự kiện kêu nấu đồ ăn thì phải. Dưa 361 chọc này. 84 búa. Ở đây thì do đang cho mấy đạo đi đánh ở ngoài đồng hết rồi, nên là mình cũng khá là khó xem những cái đạo mà bạn đang sử dụng để đánh open field. Mình sẽ xem thử trong một trinh phạt đi, có lẽ là sử dụng để xem được ấy. Đạo 1 là Quan Vũ Honda. Uầy, đạo 2 SCPO Alex. Đạo 3 là Richard AE. Đạo 4 là Ramses Z. Đạo 5 là Mina Cao Cao. Đạo 6 là Mina AE. What? Đạo này thấy nhau gì ta? Ok anh em, mình cảm giác là nick này có vẻ đánh đồng 5 đạo thôi nhở. Mina Cao Cao thì ra hơi yếu, nhưng mà có lẽ là cũng đem ra dùng luôn, đánh cho nó đủ đội hình, chứ đánh 4 đạo thì cũng hơi phí. Có gì thì có chồng bảo kê nữa mà anh em. Rồi ok anh em, như vậy là mình vừa review cho anh em xong một quả nick vợ chồng tới từ Kingdom 1834 nhá.
Và cả hai vợ chồng nhà này đều có nick rất khủng nha, bao cao, nạp tiền nhiều, kill point rất là tốt và sở hữu dàn tướng, dàn nhà rất chất lượng nha anh em. Nói chung là 10 điểm cho cặp vợ chồng này nha anh em. Liệu các bạn có biết một cặp vợ chồng nào khác trong tựa game Valkyrie Kingdom thì đừng quên bình luận ở phía bên dưới nha. Và nhớ ấn like và đăng ký kênh của Rocket HP để không bỏ lỡ video tiếp theo nha anh em. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.